chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kính thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các khu vực trường học, những năm qua, Công an huyện Văn Giang phối hợp chặt chẽ với cơ quan đơn vị, đặc biệt với các trường học trên những đoạn đường có đông phương tiện qua lại, triển khai nhiều biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường. Trước đây, khu vực cổng trường tiểu học Liên Nghĩa là một trong những điểm nóng về mất trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là đầu giờ, học sinh tới trường và khi tan trường. Tình trạng phương tiện giao thông của phụ huynh, học sinh đưa đón con em đỗ tràn ra lề đường thường xuyên diễn ra, khiến cho các phương tiện giao thông di chuyển, đi lại rất khó khăn. Gần đây, tình trạng này đã không còn. Sự chuyển biến này bắt đầu từ việc nhà trường đã quy định và có đội cờ đỏ cùng các thầy cô thường xuyên có mặt tại cổng trường, nhắc nhở và hướng dẫn việc dừng đỗ xe của các bậc phụ huynh khi đưa đón con em mình. Tuyên truyền qua các cuộc họp phụ huynh học sinh, rồi tuyên truyền từng lớp qua sổ liên lạc điện tử của nhà trường, cũng như là Zalo của từng nhóm lớp, thực hiện cái lề lép sống là văn minh trong nhà trường. Giáo viên cũng như học sinh là khi đến cổng trường thì dắt xe vào, và lúc ra thì dắt xe ra, và tuyên truyền kêu gọi phụ huynh học sinh là ủng hộ nhà trường cách xếp xe gọn gàng trước cổng trường, tạo ra văn hóa giao thông. Cùng với đó, Công an huyện đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đặc biệt là với các trường tiểu học, triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường. Hàng năm, nhà trường đều phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông huyện tuyên truyền luật giao thông đường bộ và lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các tiết học, hoạt động ngoại khóa. Để đảm bảo tốt công tác trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường học và các giờ tan tầm, thì Công an huyện Văn Giang đã phối hợp cùng với các trường học trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền đối với các phụ huynh học sinh. Đối với các trường học thì hàng tháng, hàng quý và các cao điểm thì đội cảnh sát giao thông đã phối hợp với cả ban giám hiệu nhà trường tổ chức tuyên truyền luật giao thông đối với cả các học sinh vào các cái buổi sinh hoạt ngoại khóa, chào cờ, từ đó để giúp các em học sinh nắm vững các cái kiến thức về an toàn giao thông, các quy tắc tham gia giao thông. Nhờ đó, tại các trường học, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của phụ huynh và học sinh được nâng lên. Khi đưa đón con, đa số phụ huynh dừng đỗ phương tiện qua hàng lối, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đi lại, giảm thiểu, tiến tới xóa bỏ tình trạng ùn tắc giao thông ở các cổng trường học, tạo điều kiện cho học sinh tới trường an toàn. Tiếp theo chương trình là clip hướng dẫn kỹ thuật lái xe an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn. Điểm mù là phần không gian bên ngoài phía xe mà người lái không quan sát được bằng gương chiếu hậu hoặc quan sát trực tiếp. Vậy có những loại điểm mù nào và làm thế nào để hạn chế nó? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những điểm mù bạn cần lưu ý: điểm mù của gương chiếu hậu. Khi có xe ở bên trái hoặc bên phải không nằm trong vùng phản chiếu của gương chiếu hậu, người lái sẽ không nhìn thấy qua gương. Điều này làm cho tài xế chủ quan, chuyển làn và gây không ít nguy hiểm. Vậy, khi chuyển làn cần chậm chậm quan sát trong gương và bằng mắt, cho xe di chuyển chậm lại và tiến hành quan sát cả hai bên. Điểm mù phía sau có không gian lớn nhất, phạm vi kéo dài từ 1 đến vài mét về phía đuôi xe. Như vậy, khi tiến hành hoàn toàn không quan sát được và gây rất nhiều nguy hiểm. Cách tốt nhất để khắc phục là lắp camera lùi hoặc cảm biến lùi. Nếu xe không có, chúng ta cần kiểm tra thật kỹ trước khi lùi xe. Điểm mù cột trước. Dù cho cột trước rất nhỏ, nó vẫn tạo ra những điểm mù. Tuy nhiên, bạn có thể khắc phục điểm mù này bằng cách nghiêng đầu để nhìn. Điểm mù phía trước thường có ở những chiếc xe thiết kế gầm cao như SUV, xe bán tải, xe tải. Mặc dù gầm cao mang lại tầm quan sát phía trước tốt hơn, nhưng capo cao cũng làm gia tăng phạm vi điểm mù phía trước mỗi xe. Để khắc phục, người lái cần nghiêng đầu mỗi khi chuyển làn, ở góc cua tay áo lên bấm còi, quan sát kỹ khi vào cua. Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu xong thế nào là điểm mù và những hạn chế của nó. Hãy quan sát thật kỹ khi điều khiển xe ô tô. Chúc quý vị và các bạn luôn an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại. The power of dreams. The power.
power of dreams. Honda CR-V mới khơi dậy mọi giác quan cùng công nghệ an toàn tiên tiến Honda Sensing để bạn tự tin chạm đến thành công. Honda CR-V mới khai phá giác quan thứ 6. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An toàn giao thông do phòng thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn công ty Honda Hưng Yên Phú Hiến đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.